Xin chào quý vị và các bạn. Nhân sự hôm nay di chuyển tới khu phố 4 thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình, tới một bạn Văn Thanh và nhà ngay quán cà phê kinh tế. Và bây giờ thì tôi quý vị và các bạn cùng hướng về phía trong để xem những tác phẩm như thế nào. Ok. Thưa các bạn, lúc này thì cầu thủ Văn Thanh tại thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình. Lúc này do nhu cầu công việc nên là anh cũng không có nhà. Và lúc này thì cũng nhắn là anh đến là cứ việc chiến đấu thôi. Và lúc này thì tôi đến cổng bắt đầu đến mở cổng. Mỗi người một việc các bạn nhé. Văn Thanh đã cho chúng tôi những tác phẩm và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ok. Đây là những cây bonsai mini được vứt để trên lan can. Anh cũng rất bận nhưng mà đến nhà là từ trên xuống dưới đầy cây các bạn nhé. Đấy. Không khí thật là xanh mát. Lúc này thì chủ nhân không có nhà, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Đây là những cây lộc vừng. Cũng rất già. Này mà ôm một chút đá nữa thì khá đẹp. Một cây vạn tuế. Một cây hoa hồng. Cây xanh. Đây là đinh lăng. Đinh lăng mà có nem chua. Ăn thì cứ gọi là bùi tai. Cây ngọc anh hay còn gọi là ngọc bút. Chúng tôi bắt đầu cắt sữa. Các bạn đang theo dõi kênh Bonsai Tiến Sự, đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video mới. Quý vị và các bạn đang có nhu cầu làm cây ký đá, liên hệ số điện thoại của Bonsai Tiến Sự là 0977722623. Hôm nay chúng tôi cũng đang mang đá, mang dụng cụ đi. Và sau khi làm cây xong là tôi sẽ tiếp tục ký đá ở đây. Các bạn chú ý gắng theo dõi. Sau một ngày nghỉ mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu.
một cây dáng phượng vũ. Mẫu đơn đỏ. Khuôn viên là khá chật, nhưng với niềm đam mê thì cũng được kín cây. Đây chính là bảo vệ lá phổi. Một không khí khá là trong lành. Cây ổi cũng tận dụng đeo những giò lan. Lúc này chúng tôi đến tự túc làm. Chủ nhân đã để sẵn ấm trà. Cây sung, hoa giấy, đinh lăng. Ở phía dưới là một hàng cây to. Phía trên tường là một dãy bonsai nhỏ hơn. Đây các bạn thấy phía trên tường nha. Gần như là anh tận dụng hết các chỗ. Làm sạch sẽ đi, bây giờ mát rồi. Làm. Cây chanh cũng được sử dụng làm bonsai. Một cái sân khá nho nhỏ, nhưng ngay chứng tỏ lại là nhiều cây. Hoa sứ nhà nàng. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Nguyệt quế. Bên cạnh cây nguyệt quế là cây mai chúa thủy. Cây tường vi. Bây giờ là tiết trời của mùa thu. Nhiệt độ hôm nay là 27 độ C. Thời tiết có chỗ có mưa, có chỗ tạnh. Và đang ảnh hưởng hai trận áp thấp nhiệt đới. Ở phía trên anh còn có tùng tuyết. Ở số điện thoại tiến sự là 0977722623 và đang phục vụ làm cây làm đá, phục vụ cho các nhà vườn cũng như anh em chơi cây các tỉnh thành. Tiến sự cũng rất bận cho nên rất nhiều bạn cũng gửi ảnh để tư vấn cắt, nhưng các bạn cũng hết sức thông cảm bởi vì nhát cắt là quyết định cho một cây, nhưng nhìn qua ảnh thì không thể đảm bảo được. Thứ nhất, thứ hai nữa là tiến sự cũng ít có thời gian để xem kỹ ảnh, nhưng các bạn hết sức thông cảm. Tiến sự không trả lời được cũng đừng có buồn, hãy xem các video mà trên kênh Bonsai Tiến Sự và chúng ta cắt theo sở thích hoặc theo những video mà nó phù hợp với lại cây của mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Bonsai Chiến Sự và chúng tôi thực hiện phóng sự làm cây ở tại thị trấn Ninh Khánh. Xin lỗi, thị trấn Yên Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình. Và tôi cũng xin ngừng video ở đây. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi những video mới. Tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bước sang sau những ngày nghỉ, bước vào tuần làm việc mới, hiệu quả, thành công, hạnh phúc. Xin cảm ơn.